도움을 부탁해. 이봐, 좀 도와줘. Cái điện mạnh. Omori 부탁한다. Odumi hime. Moden geoseul myeolharira. Sanyeongeul sijakhanda. Gomapda. Gomapda. Manbane junbireul hadorok hae. Jae. Nhanh lên, nhanh lên. Ơ, đơ rồi. Nó yếu lắm rồi. Ấy, sao lại bị bắt? Thôn cứt rồi. Để bay bay nha, để bay nha. Vào đây đánh nó cứu không? Đưa để nó cứu, đưa để nó cứu. Yếu rồi, yếu rồi. Có rất tím không? Tôi nhà rồi. Một cái rất tím nữa nhà rồi. Đây, rất tím nữa. đi mua đồ này, mà ba lô là lại mười, theo có bùa thì mua bùa luôn, mười mấy nghìn tiền cơ mà. Đó, đây. Quê 편리한 걸? Con bùa này. Rồi, ok. Có tiền không? Đây qua đây con này. Yên tâm. Cái gì thế? Man banh chuẩn bị để hát được kê. Tôi cứu kìa. Aqapke denne. Sok gyeonchaneun eulguriyeonnde. Càng thế nhở? Mang bắn chuẩn bị để hát được kìa. Nó đang nốc nè. Có một con nữa à? Hai, vẫn bọn đấy, hai con, ba con. Nó không nhìn thấy tôi đâu. Kìa, lên, một thằng kìa. Kìa, lên, một ông đánh, một ông ấy.
Đánh ông cậu thôi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Để đánh đi. Man ban의 준비를 하도록 해. Chaop chadgirogun. Cho hoa kia nhá, cho hoa con sợ ơi, ông nhạt à. Hoa gì? À, cái hoa mà ấy trong người ấy chết là có à. Thế á, cái hoa đấy để làm gì á? Hồi ra hồi ulti đấy, hồi ulti hồi cả giáp đấy. Ừ, thế à, không biết. Ông nhặt mà không biết à? Không biết. Nó hồi cả giáp hồi ulti đấy. Tôi lâu lắm rồi tôi mới chơi lại, tôi biết đâu mà. À không, cái này mới ra mà, cái này mới ra được hôm nay mà. Thế á, mới ra hôm nay cơ. Nãy giờ tôi nhặt tôi không biết là cái gì, tưởng là đồ sự kiện. Bọn chung nó ra từ lâu rồi, bên Việt à, bên mình à, bên server ấy bên mình ra cơ. Bên đó ra từ lâu rồi. Nhặt là hồi đây, hồi giáp, hồi máu gì đây. Ừ, lâu rồi tôi mới trở lại, tôi không biết. Hồi cả ulti đấy. Cả ulti. Khiếp nhỉ. Bảo sao tôi nhặt nhiều quá. Lúc nào mà ông nhìn bông hoa đấy, ông đọc là thấy đây. À rồi. Còn thế còn cái giếng, cái giếng mới thì nó đã đổi vũ khí. Giếng mới đổi vũ khí là như nào? Cái giếng nó thì phải nó xuất hiện mà ở dưới nước màu vàng ấy. Thế á? Thì đổi được 3 lần. Nhiều cái hay à. Nó có dạng kiểu web chum ấy mà nó bẹt, nó kiểu giống cái gì nhỉ? Cái máng lợn. Máng lợn luôn. Hình tròn, nó là hình tròn, ok. Phải xoài. Sau nó màu vàng. Nó có nước. Ông vứt vũ khí vào đấy. Vũ khí tím là nó ra vũ khí tím, có tỷ lệ nó rớt đồ. Thế à? Tỷ lệ ra vàng. Thế thôi. Thế à? À mình phải vứt đồ mình vào không? Thì nó mới ra đúng không? Đúng rồi. Đây đây, giống như này đây, ra đây, ra đây. Đâu. Đâu. Đây ông chạy lên cho tôi này, Kurumi này. Đây. À, rồi. Wow. Đây nha. Bây giờ để tôi vứt thử. Để tôi vứt cái vũ khí trắng thừa của tôi vào đây. Rồi. Nha, từ từ. Đấy, nhảy ra pháo chưa? Có nhá. Vãi nồi ạ. Nó có tỷ lệ ra đồ vàng luôn á hả? Bounty chết rồi. Chùa đấy nha, bounty chết rồi. Chùa này đính mà ai núp bụi xung quanh là... Đấy, ra tím nhá, ok chưa? Ra tím nào ông ơi. Đâu? Dưa? Dưa? Đấy, ra tím này. Thế á? Ra tím vào đây, ra tím này. Ra cái pháo là ra tím này. Ô? Đổi được liên tục à? Ông ơi, cho tôi xin lại cái dao rồi. Thế á, sao ông lại vứt ra? Ồ, thế là tôi tưởng là được một lần, thế là ba lần luôn á hả? Ba lần. Vãi xoài. Hay vậy? Đây là update rồi, lần trước là chỉ có ra vũ khí thôi, bây giờ nó kiểu ra lẫn lộn đấy. Ra được cả giáp cả ấy. Ngon hơn. Có tỷ lệ ra cả đồ vàng nữa luôn á hả? Ừ, cái tỷ lệ là đồ vàng luôn. Mà kiểu mình biết đồ vàng mà là tỷ lệ xịt. Hay nhờ. Ừ, nó cũng có tỷ lệ xịt nữa, nhưng mà tỷ lệ xịt chắc thấp thôi. Khoảng mấy phần trăm đấy. Ông nào đen lắm thì nó rớt thôi. Thế cái giếng vàng đấy spawn ngẫu nhiên lên bản đồ à? Ừ, không, nó cố định rồi. Cố định nhá. Ừ, cố định. Vãi. Tôi cầm cái nhỏ cho. Cố định luôn mà, giống con ong ấy nó cũng cố định mà. Ừ. Thế nó hay xuất hiện ở những điểm nào để đi nhặt? Không có nhớ không? Đoạn này có một cái này. Thế nào nhỉ? Để nhớ được, tôi cũng ít đi đó. Chạy quăng quăng à, nó thỉnh thoảng nó cũng xuất hiện nhiều chỗ lắm. Ừ. Nói chung là nhiều giếng thì nó không phải ít đâu. Nhiều giếng luôn á. Hay nhỉ? Nhiều giếng với đá. Biết đâu tôi vứt cái slip vào nó ra cái slip vàng thì sao? Ý, ông hên vậy đấy. Ở đây có đánh nhau này. Có xác chết rồi. Này. Lên trên mái kìa. Gấp vàng cơ à? Focus vào một thằng thôi. Ừ.
đánh sư yếu cả máu, đánh sư hấp hối nó phải ulti. Yếu máu đi bà tôi nha, tôi ulti nha. Không không, tôi không yếu. Chết hai, chết hai. Còn một, còn một, còn một. Chúng ta chờ đợi. Nó ấy. Giết 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 đi không? Mày nhờ nữa đi, mày nhờ nữa đi. Hình như có một thằng còn sen thôi. À còn một thằng nữa này. À kìa. Nối đây ông ơi. Có thính đôi được kìa. Đánh nhau dưới thính luôn ông ơi. Thằng tên này thằng lẻ sao không ạ? Bắn sư. Rồi chết. Qua bắn kén, qua bắn lén không? Tôi đứng đây tôi khó chịu lắm rồi đấy. Mình sao mình bắn thôi, thằng nào chả chết, sớm với bọn thôi. Oddumi cốt chazaurira. Kìa bắn đi. Sao lại đứng nhìn đấy? Tôi đang xem thế nào. Xem có cái phát cả đây bắn tự tin. Ủa? Naman thangarago. Đây đây, theo nó có một thằng chưa? Ok. Oddumi hime, moden geoseul myeolharira. Cái gì vậy? Chúng ta chờ đợi. Công đấy nhỉ? Ui hay đấy. Nó đuổi tôi quá. Ê. Cháu đánh được chưa? Nay là tôi chỉ gọi ông ra, tôi ép và tôi nhảy lên thôi mà ông nhảy xuống luôn. Ông ra ông nhảy làm gì, tưởng tôi đánh. Hành vô nhập cuốn. Tôi chỉ gọi ông thôi, tôi gọi một ông nào ra là tôi nhảy lên đấy. Đúng ra được đấy, trời ơi. Giật hết cả mình thề. Cày thế nhờ. Con thằng lẻ ạ, vãi xoài.